Chiến lược tiếp cận thị trường trong kinh doanh nhà thuốc. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến các bạn về cái chiến lược tiếp cận thị trường trong kinh doanh nhà thuốc, tầm quan trọng của chiến lược tiếp cận thị trường trong kinh doanh nhà thuốc và cái cách xây dựng một cái chiến lược hiệu quả để mà mình tăng cường cái doanh số bán hàng và phát triển nhà thuốc. Chiến lược tiếp cận thị trường là một cái phần quan trọng trong việc mà mình xác định mục tiêu khách hàng và cái phạm vi thị trường mà bạn muốn mở rộng nhà thuốc của bạn. Khi mà chúng ta có một cái chiến lược tiếp cận thị trường rõ ràng, chúng ta có thể tập trung đầu tư nguồn lực một cách hiệu quả và tối ưu hóa các cái hoạt động kinh doanh. Để mà xây dựng một cái chiến lược tiếp cận thị trường thành công, chúng ta cần tiến hành một số bước cơ bản như sau. Thì đầu tiên hãy nghiên cứu thị trường mà bạn muốn kinh doanh, tìm hiểu về cái nhu cầu và cái mong muốn của khách hàng, các cái đối thủ cạnh tranh và cái xu hướng thị trường hiện tại. Điều này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về cái phạm vi thị trường và cái cơ hội mà mình muốn phát triển. Định hình mục tiêu. Bạn phải xác định cái mục tiêu khách hàng mà bạn muốn hướng đến. Có thể là người cao tuổi, có vấn đề về sức khỏe, họ cần đặc biệt chăm sóc, hoặc là người mà có nhu cầu sử dụng các cái sản phẩm tự nhiên và hữu cơ. Định hình mục tiêu giúp bạn tập trung cái nguồn lực và đưa ra những cái phương án tiếp cận thích hợp. Dựa vào những cái thông tin nghiên cứu và cái mục tiêu, hãy xây dựng sáng kiến tiếp cận thị trường. Các cái sáng kiến này bao gồm như việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, chương trình quảng cáo và khuyến mại, cũng như là các cái dịch vụ đặc biệt dành cho mục tiêu khách hàng. Có nhiều cái chiến lược tiếp cận thị trường mà bạn có thể là đáp ứng trong kinh doanh nhà thuốc. Marketing, truyền thông, sử dụng các cái phương tiện truyền thông như là báo chí, truyền hình và quảng bá thương hiệu và sản phẩm của bạn đến khách hàng tiềm năng. Marketing kỹ thuật số thì bạn tận dụng sức mạnh của Internet và mạng xã hội để bạn có thể tiếp cận, bạn tương tác đối với lại khách hàng. Bạn xây dựng một cái trang web hoặc là xây dựng một cái Zalo để mà tăng cái khả năng xuất hiện trên công cụ tìm kiếm và kết nối với lại khách hàng thông qua các cái kênh truyền thông xã hội là những cái cách mà nó hiệu quả để thu hút được đối tượng khách hàng của bạn. Cái chiến lược tiếp là cái chiến lược giá. Áp dụng các cái chiến lược giá cạnh tranh, giá giảm hay là ưu đãi đặc biệt để mà thu hút khách hàng với hàng mới và duy trì sự trung thành của khách hàng hiện tại. Chiến lược sản phẩm, đưa ra các cái sản phẩm độc đáo và đáp ứng đúng cái nhu cầu của khách hàng mục tiêu. Để mà thực hiện cái chiến lược tiếp cận thị trường, chúng ta cần phải thiết lập các cái bước mục tiêu cụ thể. Bạn phải xây dựng kế hoạch thực hiện và xác định cái nguồn lực cần thiết vào đó. Đo lường hiệu quả của các cái hoạt động tiếp cận thị trường. Sự đo lường định kỳ sẽ giúp cho bạn theo dõi tiến độ và điều chỉnh chiến lược nếu mà cần. Chiến lược tiếp cận thị trường là cái yếu tố quan trọng để mà phát triển cái nhà thuốc của bạn. Định hình mục tiêu và xây dựng sáng kiến tiếp cận thị trường là những cái bước mà quan trọng để đảm bảo rằng bạn hướng đến đúng đối tượng khách hàng và cung cấp những cái giá trị đáp ứng nhu cầu của họ. Kết hợp các cái chiến lược truyền thông và kỹ thuật số cùng nhau sẽ giúp cho bạn tiếp cận một số cái đối tượng đa dạng và tiềm năng, mở rộng cái doanh nghiệp, cái nhà thuốc. Ngoài ra thì không nên quên giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nha các bạn. Dù là chiến lược tiếp cận thị trường của bạn có hiệu quả đến đâu, nếu mà sản phẩm của bạn không đáp ứng được nhu cầu hoặc là cái dịch vụ của bạn không chất lượng, khách hàng họ cũng sẽ vẫn chuyển đổi sang đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, bạn hãy tập trung vào cái việc nâng cao chất lượng, đáng tin cậy và an toàn của sản phẩm trong nhà thuốc. Bạn đừng có ngần ngại tìm kiếm phản hồi từ khách hàng. Khách hàng là nguồn thông tin vô cùng là quý giá để mà đánh giá được cái hiệu quả của cái chiến lược tiếp cận thị trường và cải thiện dịch vụ, tạo ra các cuộc khảo sát, thu thập và ý kiến phản hồi. Và bạn phải lắng nghe những cái ý kiến đóng góp của khách hàng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cái mức độ hài lòng của họ, những cái điểm mà nhà thuốc của mình cần phải cải thiện. Trong cái thế giới số hóa ngày nay thì việc sử dụng dữ liệu và phân tích là một phần quan trọng của chiến lược tiếp cận thị trường. Bạn phải phân tích dữ liệu về hành vi mua sắm, phản hồi khách hàng và xu hướng thị trường giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái hiệu suất
của chiến dịch tiếp thị và điều chỉnh dựa trên cái thông tin thực tế. Một cái khía cạnh không thể thiếu của chiến lược tiếp cận thị trường là sáng tạo và tạo dựng cái nội dung. Việc mà tạo ra cái nội dung hấp dẫn và giá trị không chỉ giúp thu hút được cái sự chú ý khách hàng mục tiêu mà còn tạo dựng được cái vị trí chuyên gia trong ngành. Nội dung có thể bao gồm các cái hướng dẫn sử dụng thuốc này, những cái thông tin về sức khỏe này và cẩm nang liên quan về cái việc ăn uống. Cái việc mà bạn đánh giá và đo lường hiệu suất là một phần quan trọng của chiến lược tiếp cận thị trường. Việc bạn theo dõi chỉ số hiệu suất như là doanh số bán hàng, tương tác trực tuyến và phản hồi từ khách hàng giúp chúng ta biết được chiến dịch tiếp thị nào đang hoạt động tốt và cần điều chỉnh. Chiến lược tiếp cận thị trường là một cái yếu tố quyết định trong kinh doanh nhà thuốc. Bằng cách hiểu rõ về thị trường, đối tượng mục tiêu và sử dụng các kênh tiếp thị thích hợp, chúng ta có thể tạo dựng được cái thương hiệu mạnh mẽ và duy trì thành công trong ngành. Điều cuối cùng, hãy duy trì tính linh hoạt trong cái chiến lược tiếp cận thị trường của bạn. Thị trường thay đổi liên tục và điều này nó đòi hỏi cái nhà thuốc của bạn phải thích ứng và điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt. Bạn luôn luôn phải cập nhật và đánh giá lại cái chiến lược của bạn để bảo đảm rằng nó vẫn phù hợp với lại cái môi trường kinh doanh thay đổi. Như vậy thì cái chiến lược tiếp cận thị trường đóng một cái vai trò quan trọng trong cái thành công của kinh doanh nhà thuốc. Bạn xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường rõ ràng và hiệu quả giúp bạn tập trung vào mục tiêu khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường doanh số bán hàng, đồng thời luôn lắng nghe ý kiến khách hàng và duy trì sự linh hoạt sẽ giúp bạn điều chỉnh và nâng cao cái hiệu quả của chiến lược tiếp cận thị trường. Tôi hy vọng rằng những cái kiến thức và những cái gợi ý trong cái video này đã giúp bạn hiểu thêm về cái tầm quan trọng của chiến lược tiếp cận thị trường trong kinh doanh nhà thuốc. Hẹn gặp lại các anh chị ở trong các cái video tiếp theo. Đừng quên bấm một nút đăng ký, bấm nút chuông thông báo và chia sẻ video này đến với những người bạn của mình. Họ sẽ vô cùng biết ơn bạn và bản thân tôi cũng vô cùng biết ơn bạn vì đã đồng hành cùng tôi trong việc giúp đỡ nhiều người kinh doanh thành công hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của tôi.